khô em. Ủa chị Hồng nay bán lại rồi hả? Ừ chị bán lại rồi. À, lấy, em muốn gì? Lấy em đi trà đào đi. Rồi em đợi chị nha. Thôi em uống đi. Em cảm ơn. Trời, lâu ngày quá mới gặp em nhé. Trời ơi, nghe đâu là được con gái dẫn lên Sài Gòn làm đẹp đúng không? Ừ, nói chung là không phải chỉ lên Sài Gòn chơi thôi. Cái tiền đâu mà lên đi làm đẹp hả em? Ui, đừng có giấu em nữa. Trời ơi, hồi xưa là cái mặt chị nó nám đen, nám đỏ như em vậy nè. Mà hả, giờ già đẹp quá trời. Không, chị không giấu em đâu. Chị lên Sài Gòn chơi thôi. Mà con gái thấy chị da mặt nám đen xấu quá, nó mới mua hộ kem cho chị xài mới có một thời gian thôi. Mà da chị đẹp như vậy đó em. Ờ, thiệt vậy đó hả? Vậy chị chạy vô nhà chị lấy cho em coi nha. Vậy hả? Nè em, bộ kem Hatago này nè em. Wow. Chị xài mới có 10-15 ngày mà da chị đẹp hết. Mà da mà bị nám như em, chị xài một thủ thôi là làm cặp nám bay 80-90% luôn. Sạch đẹp như chị luôn á. Trời ơi, kem nó thần kỳ dữ vậy hả chị? Vậy đó, đang hot trên mạng luôn đó em. Đó, bộ kem nè, em nhìn coi. Đẹp quá ha. Ồ, không, xài nhìn bộ kem đẹp ghê không? Vậy là hả, em phải mua một mẫu em xài thử mới được đó nha. Xài đi, phải xài đi. Trời ơi, xài này là da chị đẹp dữ vậy hả? Da chị bây giờ mịn màng ra, nhìn cái trẻ ảnh ra luôn ha. Cứ xài đi, đảm bảo với em luôn, nám sẽ bay hết cho mà xem. Da dạo này là đẹp lắm đó nha. Xài đi.